Rồi ok, chào các bạn đã quay lại với kênh Sơn Toàn Trung Quốc, kênh kiếm tiền online và các cái kèo Adrop trên Telegram. Thì hiện tại là một cái xu hướng, thì hiện tại thì có một cái con UX Link. Thì cái con này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn làm ở trên app Web3, ví Web3 của BNC. Và hiện tại thì nó cũng rất là nhiều, bắt đầu chạy cái chương trình Adrop ở trên các cái sàn giao dịch. Thì hiện tại thì bắt đầu sẽ là tiếp tục là một cái chương trình Adrop trên cái sàn KT các bạn nhé. Đấy, trên KT. Rồi thì cái link mình để ở dưới phần mô tả, thì các bạn sẽ kích vào trong link, cũng như là ở dưới mô tả video có một cái đường link nhóm chat cũng như là channel với những cái kèo Adrop trên Telegram cũng như là đào hàng ngày. Và mình cũng sẽ cung cấp cho các bạn những cái combo hàng ngày, các những kèo Adrop. Rồi ok, thì ở trên đây cái trên cái sàn BNB thì chúng ta đã có một cái video để chúng ta đã hướng dẫn làm rồi, chúng ta làm hàng ngày và các cái nhiệm vụ. Và hiện tại thì chúng ta sẽ làm trên cái mạng xã hội Telegram, bot Telegram nhưng mà kết hợp với là KT. Rồi ok, thì sau khi mà các bạn đã kích vào đường link và vào cái giao diện trong bot, thì ở đây chúng ta sẽ có các cái nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì nếu các bạn chưa có sàn KT thì các bạn bấm vào để các bạn đăng ký ha. Rồi. Hoặc là các bạn có thể đăng ký theo cái link KT ở dưới phần mô tả video. Rồi cái phần thứ hai thì chúng ta sẽ làm tab 2. Thì ở đây tab 2 sẽ có những cái là, thứ nhất là chúng ta sẽ điền UID, địa chỉ, ví và memo ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ quay sang cái sàn KT ha. Rồi chúng ta vào trang chủ này, chúng ta vào cái đầu người này ha, như là cái hình avatar chúng ta này. Rồi chúng ta sẽ copy cái UID này ha, hoặc các bạn sẽ bấm thẳng vào đây. Rồi để chúng ta lấy cái UID ha, đây UID này chúng ta copy, đây ha, các bạn đè vào đây chúng ta copy này. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ dán vào cái phần đầu tiên với cái phần địa chỉ deposit này. Thì chúng ta tiếp tục qua, chúng ta vào trong cái phần ví ha. Rồi chúng ta bấm vào nạp tiền này, chúng ta bấm vào onchain này. Rồi các bạn bấm vào đây cái chữ là invest. Đây, thấy con này ha. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ kéo lên, các bạn sẽ copy cái địa chỉ ví này, đồng thời copy cả cái con memo ha. Bởi vì các cái mạng có những cái trên mặt xã hội thì các bạn nạp tiền vào hoặc là cái gì đó thì các bạn sẽ phải có điền thêm cả memo ha. Rồi các bạn nhập cái địa chỉ ví vào đây và cái memo vào đây ha. Các bạn copy cho đúng ha. Đấy, chúng ta so sánh này. Rồi sau khi đúng rồi thì chúng ta bấm vào finish này thì chúng ta chờ cho nó xử lý ha. Rồi tiếp tục thì cái tab 3. Tab 3 thì cái này là cái vào chúng ta bấm vào để chúng ta zone vào cái channel ha. Chúng ta zone vào channel ha. Rồi chúng ta quay lại này. Thì để cái việc họ xử lý thì họ xử lý trong đây như đây các bạn nhé. Thì đây là một cái tab đã xong ha. Và nó cũng đang cũng hơi lăng lác một chút xíu các bạn ạ. Rồi, tiếp tục cái nhiệm vụ tiếp theo, chúng ta bấm vào F1 này. Thì ở đây chúng ta có sẽ có một cái là kết nối ví này. Kết nối ví này thì các bạn sẽ kết nối với cái ví tôn nhé. Ví tôn thì chúng ta sẽ được 10 UT link này. Đấy. Rồi cái thứ hai nữa thì chúng ta sẽ đi, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy link address để chúng ta kiếm thêm này. Rồi cái nhiệm vụ tiếp theo, nhiệm vụ đơn giản nhất là chúng ta sẽ check in hàng ngày này. Đấy, check in hàng ngày các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ bấm thẳng vào đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ báo cho chúng ta là sẽ đây, kích vào thì nó sẽ cho chúng ta là cái nhiệm vụ ngày. Thì ở đây họ sẽ nói với chúng ta là có nghĩa là chúng ta check in liên tục 7 ngày này. Đấy, 7 ngày ha. Thì nó sẽ sang một cái phần thưởng khác, có nghĩa là nó sẽ phần thưởng nó sẽ tính theo ngày các bạn nhé, có nghĩa là nó dần dần nó tăng lên. Đấy. Rồi ok, thì cái kèo này thì nói chung là nó đã invest rất là nhiều cái sàn nhé, từ OKX. Đấy. Và cái phần kết nối ví này, phần kết nối ví thì hiện tại nó đang hơi bị lag. Mình đã kết nối 2 lần nhưng mà vẫn đang lag, có nghĩa là nó chạy rất là chậm nhé. Thì chúng ta cứ kết nối dần dần thôi, từ thôi ha. Nhiệm vụ này cũng đơn giản. Và các bạn hãy nhớ là kết nối đây là cái mối ví về cái hệ tôn nhé. Rồi thì các bạn lấy thẳng cái ví, có thể là nếu mà các bạn lấy thẳng cái ví trong Telegram của chúng ta cũng được. Hoặc là chúng ta sẽ kết nối ví đây, các bạn sẽ bấm vào đây ha. Đấy, chúng ta kết nối ví này. Đây chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta kết nối ví thẳng với Telegram này. Hoặc chúng ta sẽ kết nối với cái ví ngoài này. Đấy.
Đồng thời đó thì chúng ta có thể thêm một cái số cái ví nữa, có thể là ok này, chúng ta bấm vào đây ok x này, sapphire này cũng được ha. Nó rất là đơn giản như vậy thôi. Thì chúng ta có những cái nhiệm vụ đây như thế này đó, thì chúng ta sẽ làm được cái nhiệm vụ nào thì chúng ta cứ làm. Thì chúng ta nắm nhiều quay thì chúng ta sẽ được đổi nhiều hơn các bạn nhé. Đây là cái lực quy đổi này. Và đây là những cái check in hàng ngày thì quá đơn giản, các bạn bấm vào đây các bạn sẽ bấm vào như thế này cái là xong thôi ha. Đó là check in hàng ngày. Thì nói chung là cái kèo Adobe này cũng rất là đơn giản. Đấy. Nó chỉ khó một chút xíu về cái vấn vấn đề là cái chỗ là cái vấn đề là tuyển Z này. Đấy, tuyển Z này ha. Đấy, đấy. Tuyển Z. Thì chúng ta làm được nhiệm vụ nào thì chúng ta sẽ lấy được nhiệm vụ đó thôi. Đấy, công việc cũng rất là đơn giản ha. Rồi ok, thì chúc các bạn làm được nhiều cái những cái kèo Adrop, và chúng ta cũng cầu mong là những cái kèo Adrop nó uy tín và chúng ta sẽ kiếm được những phần thưởng thật là xứng đáng với những công việc chúng ta bỏ ra, và chúng ta cũng không mất gì nên chúng ta cũng có thể là tham gia đấy nhé. Và các bạn cũng đừng quên là cũng đăng ký kênh để theo dõi những cái video và những cái hướng dẫn mới nhất. Đồng thời đó thì các bạn sẽ dồn vào trong những cái channel và cái nhóm chat của mình để chúng ta sẽ kết hợp những combo hàng ngày và chúng ta lại tăng những cái điểm bồi chúng ta lên. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.